500 anh em trong gia đình nhà Mọt, ngày hôm nay tôi sẽ kể tiếp phần 9 và 10 về câu chuyện I Love Jack và Jeff the Killer, cuộc chiến đẫm máu chưa hồi kết. Anh em nào chưa nghe các phần trước thì nhấn vào link dưới mô tả hoặc bình luận để nghe nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tới nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phần 9. Gặp một proxy. Jeff thì sau một ngày dài mệt mỏi nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Jack vẫn đang lang thang ngoài đường tìm thức ăn. Nhịt mợ cái thị trấn này, kiếm một thứ để giọng vào họng khó vậy sao? I Love Jack đang muốn ăn bánh, nhưng đêm mờ tiệm bánh bị phá mẹ rồi còn đâu. Cửa kính thì bị vỡ tan tành, bánh thì bị lấy hết, đùa nhau à? I Love Jack bực dọc, vừa đi vừa lẩm bẩm: bố mày mà tìm được thằng nào lấy bánh, bố sẽ đập cho gãy hàm. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, chẳng có ma nào thèm xuất hiện giữa đường, kiếm người để giết lấy thận cũng khó. Hay là mình cứ bất chấp hết, nhịn ăn đi Jack. Đang lơ tơ mơ suy nghĩ và tiến vào một khúc ngoặt ngã ba, Jack bỗng đập mặt vào một thằng nào đó nên cả hai té sầm lờ ra giữa đường. Ôi, trời đêm nay nhiều sao quá, sao bay đầy trời. Lấy tay ôm trán, anh nhăn mặt đứng lên, thằng đấy cũng vừa phủi người và đang từ từ ngồi dậy. Jack co cẳng đạp nó một phát vì dám tông vào người anh, nhưng trước khi I Love Jack kịp đạp vào, nó đã túm chân anh và quật mạnh xuống mặt đường. Thiệt luôn đấy à? Hết thằng Jeff ăn hành ngập mặt rồi giờ đến anh. Run run đứng lên, Jack nheo mắt nhìn người đối diện anh. Thằng ML vừa làm tình cảm của anh với hành tinh thêm phần mặn nồng. Thanh niên ấy cao ráo, có mái tóc màu nâu sẫm bù xù, mặc một cái áo hoodie xanh lá nhạt, mang cặp kính màu cam tròn trước mắt và đặc biệt là có hai cây rìu dắt bên hông. Nhận thấy dáng vẻ quen thuộc, anh hỏi: Taxi Toby, phải mày không đấy? Dịt mợ đi đâu cũng đéo yên, sao cứ nhất thiết phải là mày thế I Love Jack? Rồi đi đứng kẻo đéo gì đấy? Muốn tao úp sọt mày vào bao bố rồi nện SML không? Ý ý, cứ từ từ, bình tĩnh, keep calm baby. Mà sao mày lại ở đây? Nhiệm vụ của Slenderman. Lần này là theo dõi à? Ờ, theo dõi mày với thằng Jeff đấy. Cái gì? Really, nigga? Tại sao? DM đừng có hét nữa coi, đi mà hỏi Slendy ấy. Chắc tại dạo này thấy hai đứa bay lộng hành quá, lại mới có vụ liên quan đến chính phủ nên ông ta muốn đề phòng. Sao ông biết chúng tao ở đây? Thật luôn đó hả? À, tao biết rồi. Mày theo dõi tụi tao được bao lâu rồi? Từ cái ngày mà thấy báo đăng tin hai thằng ngáo cần chạy trong đêm ấy. Ếch, rồi mày ở đâu? Tao ngủ ngoài đường, để mở lạnh teo. Về nhà tao không? Để ổng giết à? Tao không ngu. Đến chơi một hai bữa thôi cũng được. Đi mà Toby. Một hai bữa thôi đấy. Yeah. Jack ngoắc ngón tay chỉ Toby đi về phía nhà mình. Anh không dại mà rước thêm một của nợ nữa, nhưng vì Toby biết nấu ăn nên anh sẽ dụ dỗ nó làm cho ăn. Có thêm một ô xin thật dễ dàng. Ui, nhà đẹp đấy. Đẹp ghê. Jack dẫn Toby đi lòng vòng qua nhà, lên tầng lầu, cậu thấy thằng Jeff đang nằm trên giường ngủ, khẽ liếc sang I Love Jack và nhìn anh với ánh mắt: mày đã làm gì nó? I Love Jack thở dài và ngồi kể lại mọi chuyện cho Toby nghe, cứ như phim hành động ấy. Thằng Jack là anh hùng, Jeff là mỹ nhân, con bé đầm hồng ấy là nữ phụ. Nghe tiếng nói chuyện xì xào, Jeff lim dim, cậu ngồi dậy và lấy tay dụi mắt. Sau khi nhìn rõ, Jeff nhìn chằm chằm vào Toby rồi quay sang Jack. Này, thằng đó làm gì ở đây? Mày đừng hỏi thì tốt hơn. Hey ya, chào Jeff. Chào. Để mở thái độ kiểu gì đấy? Không có gì. Chào Toby, chú làm gì ở đây? Rap Jack. Cái gì? What the fuck? Đùa đấy, tao qua đây để theo dõi hai đứa bay vì nhiệm vụ của Slenderman. Làm hết hồn à? Jeff định xuống giường và đi lấy nước uống, nhưng bỗng nghĩ lại, cậu nhìn I Love Jack và nói: Jack, lấy giúp tao cốc nước. Ừ. Anh đi đến gần tủ lạnh và lấy lon Coca-Cola Liar Boss và quăng về phía Jeff. Toby hỏi: khoan Jeff, mày bị gì thế? Gãy chân. Đù, do vụ FBI à? Ừ, rồi giờ sao mày đi săn được? Tao cũng không biết. Chật chật, căng rồi đây, tao phải về báo Slenderman. Gì? Bao giờ? 2 ngày nữa. Mày không cần lo Toby, có tao bảo vệ thằng Jeff mà. Mày coi nó cho kỹ, đợi đến khi chân nó lành hẳn cũng phải hơi bị lâu. Thôi tao đi đây chút, lát tao về, hai đứa bay ở đây đi. Ừ, chào Toby. Chào. Toby bước ra khỏi phòng và phóng ra ngoài, có vẻ sắp có chuyện gì quan trọng cần làm. Jeff cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng cái cậu lo lắng bây giờ là mất bao lâu cậu mới có thể đi đứng lại được. Cậu không thể kết thúc cái danh Jeff the Killer lừng lẫy được. Nhìn thằng Jeff đang căng thẳng, Jeff đưa tay xoa đầu cậu với khuôn mặt dịu dàng. Đừng lo nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để tao làm.
Bây giờ có thằng Toby nấu ăn rồi, tao cũng nhàn, tao sẽ dành thời gian chăm sóc mày. Cảm ơn Jack. Phần 10, cái quái gì thế? Sau cái màn tình cảm xín xúa ấy, Jack lại phải lết ra ngoài đường kiếm thức ăn cho thằng Jeff. Lúc đầu anh định sẽ lấy đồ ăn bình thường thôi, nhưng một hồi nghĩ lại, anh sẽ lấy đủ thứ trời ơi đất hỡi gì đó trộn lại thành một đống, rồi tạo hình sao cho giống thứ gì đó ăn được, rồi sẽ cầm tất cả thồn vào họng thằng đấy. Nhưng trời trở lạnh, đã lạnh lại còn lạnh hơn. Lạnh ơi là lạnh, lạnh cực kỳ lạnh, lạnh summer. Cái lạnh có thể khiến một đứa trâu chó như thằng Jeff đóng băng lại và trở thành một tác phẩm điêu khắc của thằng cha nào đấy vô tình lụm về. Jack vừa đi vừa lẩm bẩm, tại sao cái số thằng Jeff xui dữ thế? Ăn hành ngập mặt từ đầu chuyện tới cuối chuyện, giờ còn gãy chân. Ông trời thật bất công. Có khi nào anh nên tự bẻ gãy chân mình để được nằm ở nhà như Jeff? Chợt chợt, đi kiếm thức ăn nhanh rồi về. Nãy giờ Jack cứ đứng nói chuyện một mình như thằng tự kỷ ấy. Vừa lúc đó, anh thấy con bé mà lúc trước ném chảo vào đầu anh khiến anh muốn bể sọ. Đang chạy về phía một căn nhà nhỏ, trên tay cầm một giỏ trái cây lớn. Hy vọng nó sẽ không chọi cái đống trái cây ấy vào anh nữa. Bé gầy ấy đi lại gần căn nhà, rồi bỗng đứng lại và ngó quanh. Có cảm giác như ai đó đang theo dõi, và bé ấy thấy Jack đang đứng đằng xa nhìn mình chằm chằm. Nhưng có lẽ con bé không nhớ gì cả, cứ tiếp tục tiến vào nhà. Biết là trẻ con hay quên, nhưng con này hình như mất mẹ trí nhớ. Mới gặp cách đây 3-4 ngày gì thôi mà. Thôi đê mờ mờ dẹp đi, đói muốn ngất rồi. Jack lại quanh quẩn tìm cái để giọng họng tiếp. Anh nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình, nhưng quay lại thì không có ai. Chẳng lẽ bọn cướm đến? Thằng vờ lờ. Sợ quá đi thôi, nếu Jack mà còn là người thì anh sẽ khóc một dòng sông mất. Đê mờ cái thị trấn này, buổi sáng thì vắng hoe, chả có ma nào, buổi tối cũng vậy, nhưng lại âm u đến sợ, cứ như thị trấn bị nguyền rủa ấy. Đi ngang qua một cây cột điện, anh thấy ở đấy có dán một dòng chữ nhỏ viết bằng tiếng địa phương. Anh không dịch được hết, đại loại là lòng vòng đây có bọn trẻ trâu nào đó hay đánh đập người vô cớ, phải cẩn thận. Mô ha ha ha, nếu sợ bọn đó thì anh mang cái danh Creepy Pasta để làm gì, dư thừa quá. Jack lại ung dung bước tiếp, nhưng mãi mà chẳng thấy cửa hàng thức ăn nào, biết thế lúc nãy anh cướp giỏ trái cây của con bé đấy là được rồi. Rẽ vào một ngã ba, bỗng anh bị một cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu. Jack loạng choạng ôm đầu rồi ngã xuống. Cảm giác đau nhức điên cuồng đang chạy dọc khắp cơ thể Jack, anh như muốn nổ tung. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mắt anh mờ dần. Tiếng cười nói xung quanh ngày càng rõ rệt. Một thứ chất lỏng ấm nóng len lỏi vào từng ngón tay Jack. Anh đã bất cẩn rồi. Những âm thanh cuối cùng Jack nghe được là tiếng đánh nhau rất lớn rồi lại im lặng. Hình ảnh anh thấy trước khi ngất là những cái xác đang ngã xuống và Toby đang lay người anh với vẻ mặt lo lắng. Jack! Jack! Tỉnh dậy đi! Jack! Phần 9 và 10 đến đây là hết rồi. Anh em thấy hai phần này thế nào? Đừng quên để lại ý kiến cho tớ và mọi người cùng biết nhé. Anh em nhớ đón xem phần 11 và 12 vào ngày mai nhé. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ tớ bằng cách like video, chia sẻ lên Facebook, nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Anh em hảo tâm hãy giúp tớ có tiền mua mì tôm sống qua ngày để làm video cho anh em xem bằng cách xem hết quảng cáo, không ấn bỏ qua quảng cáo và click vào quảng cáo hình ảnh nếu anh em xem trên máy tính. Hoặc có thể donate ủng hộ tớ bằng thẻ điện thoại qua link dưới mô tả nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you. Chịch chịch. Bye bye. Xin chia sẻ clip này lên rộng rãi nha.